Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của Hoàng Vinh Sách Nói. Lời đầu tiên xin cảm ơn đến các bạn đã có lượt chia sẻ và bình luận sớm nhất. Đó là Lan Lưu, Khang Lương và Quỳnh Giang Hưng. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã đóng góp cho kênh Hoàng Vinh Sách Nói ngày càng được phát triển. Tiếp theo nội dung của tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, quyển 5, trong phần 67. Sẽ có những tình huống nào kinh dị và hải hùng nhất đây? Xin nhắc lại với các bạn một lần nữa, đây là đoạn hồi ức của Hồ Bắc Nhất và Tuyền Béo trong những năm tham gia lao động sản xuất tại vùng rừng núi Đại Hưng An Lĩnh. Ngôi miếu dưới lòng đất mà người dân dùng rừng núi cũng như là Yến Tử cho rằng đã gặp phải quỷ Nha Môn. Một khi gặp phải quỷ Gia Môn thì có đi không về. Nhưng có một điều kỳ lạ, càng hung hiểm, càng kỳ bí chừng nào thì lại càng kích động tính tò mò hiếu kỳ của Hồ Bắc Nhất và Tuyền Béo. Vì vậy mà họ đã quyết định phải đi vào để thám hiểm cái gọi là Ngụy Nha Môn. Trong phần 67 này sẽ cho chúng ta thấy cuộc thám hiểm đó. Và bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức nội dung Chương 7 Lão Điếu Gia Cái bệ gỗ hình tròn ấy Phỏng chừng hình như là một bàn thờ Bảo đấy là một cái bệ gỗ Nhưng mà thực chất Thì cái gỗ ấy cực kỳ cứng rắn Trải qua bao năm tháng rồi Mà không hề mục ruộng Chắc hẳn là dùng một loại thạch mọc hiếm có Tồn tại ở trạng thái bán quá thạch mà chế thành Hình tượng hoàng bì tử Thì mặc quần áo con người Khắc bên trên lại càng kỳ quái, ngụy dị trong sự thần bí còn toát lên mấy phần đáng sợ nữa. Tuyền béo, nào có để ý xem trên bệ gỗ là có cái gì? Chỉ lo giải thích với tôi, cậu ta béo như vậy là để chuẩn bị sau này con tra trộn vào hàng ngũ của kẻ địch. Tôi xua xua tay bảo cậu ta. Thôi, lúc này đừng có mồm loa mép giải nữa. Xem ra chúng ta đã lọt vào một cái miếu thờ Hoàng Đại Tiên rồi. Về điểm này thì từ đồ án khắc ở trên bệ gỗ và các tượng thần bằng đất nung nằm đổ nghiêng đổ ngã trong gian điện đá có thể nhìn ra được. Những bức tượng đổ trong gian điện đá này cũng gần giống như là gian thờ thành hoàng ở các chùa miếu thông thường. Hai bên đều là các tượng thông phán, câu hồn sứ giả, mặt thú hình người. Phía sau khám thờ là một tượng con hoàng bị tử thành tinh. Trong điện thờ vẫn còn giữ được rất nhiều hình vẽ và văn bia ly kỳ cổ quái hình vẽ thì toàn là các cảnh tượng khủng khiếp dạng như là chồn vàng thành tinh ăn thịt người vân vân còn nội dung trên văn bia thì đa phần đều là những thứ kỳ quặc mà tôi chưa thể nào mà hiểu được cánh cổng đá chìm sâu vào bùn đất và tình cảnh hỗn loạn bừa bộn bên trong văn điện những điều này chứng tỏ rằng thuở trước nơi đây từng xảy ra lỡ núi hoặc là thiên tai gì đó đại loại mới khiến cho cả ngôi miếu quỷ quái bằng đá này bị dùi lấp dưới đất. Nhưng hang ngầm phía trước cổng đá rõ ràng là do con người đào sau này. Không hiểu gì nguyên nhân gì mà những người đào hang ấy lại chẳng quản giấc giả đào đất vào ngôi miếu cổ này. Chẳng lẽ họ muốn tìm thứ gì đó quan trọng? Một ngôi miếu thờ ma quỷ giữa chốn rừng quang núi thẳm này thì liệu có thể có cái gì? Tôi thật là không sao nghĩ ra được những vấn đề này nhưng mà cũng chính vì những điều chưa biết mỗi lúc một nhiều, vô hình trung lại khiến cho tôi quyết tâm dò xét cho đến ngọn đến ngành. Trong đầu của Yến Tử thì toàn là tư tưởng mê tín dị đoan, bẩm sinh đã có tâm lý khiếp hại với truyền thuyết quỷ nha môn rồi. Cô nàng lấy găng tay ra, lào lào một cái bát đá đầy những bụi đất ở bên cạnh bệ gỗ. Trong bát toàn là một thứ đông đặc màu nâu đen. Cái bát ấy khiến cho Yến Tử nhớ đến truyền thuyết sơn quỷ uống máu người. Vậy là cô bắt đầu nghi hoặc, liệu có phải là Hoàng Tiên Cô cố ý dẫn dụ chúng tôi vào trong cái ngôi miếu sơn quỷ này? Càng nghĩ lại thì cô càng thấy sợ. Tôi và Tuyền Béo bắt đầu không tin con trồn vàng nhãi nhép ấy lại càng quấy phản động đến thế. Dám đồng thổ trên cái đầu thái tuế sao chứ? Vậy nên tôi chẳng hề e ngại gì nói với Yến Tử. Muốn dụ chúng ta vào cái chỗ mai phục hả? Thế chẳng phải là phản con bà nhà nó rồi. Giả lại á, giống hoàng bị tử ấy. Tuy là tinh minh giả hoạt thật đấy. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là bọn thú vật thôi. Sao có thể thổi phòng sự lợi hại của lũ ngưu quỷ xà thần ấy lên được chứ? Huynh hướng tư tưởng này á, thật quá là nguy hiểm. Cô phải biết rằng, nắm đấm sắt của giai cấp vô sản có thể đập tan mọi thế lực phản động nói ngang kết luận cuối cùng của tôi và thuyền béo cho là người dùng núi này quá mê tín hoàng đại tiên xem ra nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc dạy người thì phải dạy tâm tính máy móc để lâu không lau chùi sẽ sinh ra gỉ xét người không học tập sẽ thành bọn theo chủ nghĩa xét lại điều này chứng tỏ công tác giáo dục tư tưởng của chúng ta vẫn còn chưa đủ cần phải để cho yến tử nhận thức được hoàng bì tử chính là hoàng bì tử dù nó khoác da người lên cũng chẳng thể nào mà thành tinh được. Yến tử tức giận mắng lớn. Hai cái con rùa nhà các anh toàn là chỉ biết lắm mồm phét lát thôi. Tôi nói cho các anh biết nghe, ai mà vào quỷ nha môn đều bị sơn quỷ bắt lấy, hút sạch máu đấy. Các anh xem, cái bắt đá bên dưới bệ thờ gỗ này mà xem, bị máu người nhuộm hết cả rồi. Đây rõ là sự thật rành rành rồi còn gì nữa, sao lại bảo tôi mê tín chứ? tôi thầm nhủ sơn quỷ uống máu người ừm chuyện này cũng tà dị thật đấy lẽ nào đúng là có những chuyện bi kịch nhân gian như thế chứ nghĩ đoạn tôi cúi đầu xuống quan sát cái bát bằng đá đựng máu người mà yến tử nói đến bên dưới bệ thờ tròn bằng gỗ quả nhiên là có một cái bát đá rất to dùng đông bắc gọi bát cổ cực lớn này là bát bể bể tức là biển cái bát đá này cũng là đồ từ nhiều đời trước rồi, tư tổn rất nặng, phần rìa mép hầu như chẳng còn nguyên dạng. Tôi muốn xem kỹ những vết tích màu đen sẫm bên trong bát có phải là máu người hay không. Bèn cầm cái bát đá lên, lật ngược lại, đập đập xuống đất. Cái bát bị chấn động, rụng ra rất nhiều mạt phấn màu tím đen. Tôi lại quan sát hình tượng chồn lông vàng thành tinh trên bệ gỗ. Lập tức hiểu ra, liền dung tay xuống, làm động tác như chặt đầu nói với yến tử và từng béo cái bệ gỗ này không phải là bàn thờ đâu mà là đoạn đầu đài đấy chắc chắn là để chặt đầu gà lấy máu thôi hai người nhìn bên rìa mép chi chít những vết dao vết búa chặt xuống đây này chặt đầu gà ở đây chắc chắn là để máu chảy vào cái bát đá cho hoàng đại tiên hưởng dụng tại sao tôi lại nói là máu gà ư ấy là bởi vì gian điện đá này thờ hoàng Bì tử mà hoàng Bì tử thì không ăn thịt người mấy cả chuyện hoàng Bì tử thích ăn thịt gà cũng chắc chắn chỉ là lời đồn nhảm thôi nó không thích ăn thịt gà hoàng Bì tử trộm gà cũng không phải là để ăn thịt mà chỉ là thích uống máu gà thôi những lời này của tôi làm cho yến tử nghe mà chỉ biết gật đầu lia lịa phân tích rõ ràng hợp tình hợp lý mà thời xưa cũng đúng là có phong tục này khiến cho cô tin rằng gian điện đá này chẳng qua chỉ là một cái miếu thờ hoàng đại tiên từ thời xưa rất xưa chứ chẳng phải quỷ nha môn có sơn quỷ uống máu cái gì cái gì đó yến tử chỉ sợ sơn quỷ chứ không sợ hoàng bị tử xét cho cùng thì mấy nhà thợ săn trong núi có ai là chưa từng đánh bẫy hoàng bị tử đâu chứ tinh thần đã bình tĩnh lại đầu óc của cô cũng tỉnh táo hơn nhiều rồi không còn chỉ nghĩ đến chuyện kéo chúng tôi bỏ chạy nữa Yến Tử nhìn cái bát đá dùng để đựng máu gà cho Hoàng Bì Tử uống. Bỗng nhiên nhớ đến một truyền thuyết xa xưa, đã lưu truyền rất nhiều năm rồi. Cô nói, nhắc đến miếu Hoàng Đại Tiên, hồi xưa trong núi Đoàn Sơn hình như có một ngôi như thế thật đấy. Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, dưới dãy Đoàn Sơn có mạch vàng. Ban ngày, người ta ở trên núi đào đất tìm vàng. Tối về thì cắm trại ở bên bờ sông sát can cáp, bên dưới chân núi người nhiều quá, cho nên cứ đến tối khi các trại đốt đèn là chiếu sáng cả một vùng sơn cốc như ban ngày. Những người đi tìm mạch vàng đều thờ Hoàng đại tiên. Bởi vì họ cho rằng vàng ở trong núi là của đại tiên gia cả, để họ đào được ấy là Hoàng đại tiên đại pháp từ bi cứu khổ cứu nạn cho đám dân nghèo. Ai nấy cũng vô cùng cảm kích, thường hay đến dưới chân núi bái tế miếu thờ Hoàng đại tiên ở đó. Cái miếu đó đã có từ trước lâu lắm rồi cũng đã bỏ quan phế nhiều năm nhưng chính vì địa điểm xây cất miếu hoàng đại tiên ấy khá đặc biệt vừa khéo lại đối diện với khoảng đất trống người đào vàng cắm trại dưới chân núi cũng tức là lâm trường hiện nay những người đào vàng ăn cơm đốt lửa sưởi ấm cũng bằng như thắp hương cho hoàng đại tiên vì người đào vàng đông quá khiến cho miếu hoàng đại tiên ấy được ngày hưởng nghìn mâm cúng đêm thụ dạng nắm hương làm gì có thần tiên nào được đãi ngộ tốt như vậy chứ kết quả là chuyện này để cho sơn thần gia biết được vừa ghen vừa tức vậy là ngài cho sập núi đè chết vô số người từ đó trở đi miếu hoàng đại tiên cũng không còn nữa mạch vàng trong núi cũng biến mất không tâm không tích lại có một truyền thuyết khác thì kể rằng có người đào được một cái hộp bằng đồng xanh trong mạch quặng cái hộp ấy là của hoàng đại tiên người phàm tuyệt đối không được mở ra sau khi người ấy mở hộp ra núi liền sập xuống trong hộp có gì thì cũng chẳng ai biết vì những người nhìn thấy đều chết tiệt cả rồi cuối cùng yến tử nói đây toàn là những chuyện từ đời cha đời ông không biết đã truyền được mấy trăm năm rồi cái chỗ này nếu không phải là quỷ nha môn thì chắc chắn là ngôi miếu thờ hoàng đại tiên mà những người đào vàng thời xưa dựng nên đấy tôi gật đầu Ừ, thế này nghe còn có lý chút chút. Không ngờ cái chốn rừng sâu núi thẳm, hiếm dấu chân người, thời trước lại có một khoảng thời gian phồn dinh thịnh dưỡng vậy à. Còn tìm được cá mạch giang nữa. Nếu không phải tận mắt trông thấy ngôi miếu thờ hoàng bị tử, bị chôn dù dưới đất. Thật, tôi cũng không, không dám tin đâu. Có điều, dĩ nhiên là tôi không tin chuyện núi lở liên quan gì đến cái cơn giận của Sơn Thận. Lại càng không tin việc đào được cái hợp đồng xanh làm núi lở Động đất tức là động đất thôi. Tại sao cứ phải cố gắng ghép chấp giá vào những cái thành phần khiến cho người ta nghe mà cảm thấy sợn cả gai tóc lên vậy? Hả? Nói tới đây, hai cây đuốc thông chúng tôi đốt lên đã dần tàn lụi, sắp cháy hết đến nơi rồi. Bọn tôi vội lấy ra hai cây nến nhựa thông nữa, đốt lên. Đây là một loại nến mà người nhà quê dùng núi này thường dùng, cực kỳ đơn giản, nhược điểm là cháy rất nhanh, chứ không cháy lâu như là nến xịn. Có điều lúc đi đường ban đêm cũng có thể đem ra dùng tạm, dù sao còn hơn là không có ánh sáng. Tôi bảo với Yến Tử và Tuyền Béo, chỗ này chỉ là miếu thờ Hoàng Bì Tử, vậy thì cũng chẳng có ly kỳ gì cả. Chúng ta thừa thắng xong lên, đuổi đến tận cùng, vào trong hậu điện bắt con Hoàng Tiên Cô kia, rồi nhân lúc trời chưa tối mau trở về lâm trường thôi. Hoàng Tiên Cô đã bị tuyền béo lấy quả dưa lê bít miệng đổ sáp bịch đủ đích chân sau thì bị trói bằng dây thép giờ nó chẳng thể kêu lên cũng không phun hơi thối được mà bò cũng chẳng thể bò nhanh gần như là chỉ còn lại nửa cái mạng thôi vì vậy chúng tôi cũng không lo nó mọc cánh mà bay đi đâu được ba người cứ thông dong thả thả mò mò trong gian điện đá gian thạch điện thờ hoàng đại tiên này không sâu cho lắm tường phía hậu điện được xây dựng dựa vào vách núi vô cùng kính kẽ cả gian điện chỉ có cánh cổng đá chúng tôi tiến vào là cửa duy nhất không hề có cửa sau trên tường đá hay là mé trên bức tường đá có mấy chỗ hư tổn gió lạnh lùa vào dù dù bên trên có lẽ là hóc rễ cây trên triền núi hoặc là hang động gì đó nhưng mấy cái chỗ hở ấy đều không bằng bàn tay con hoàng tiên cô cũng không thể nào mà chui ra từ đó được trong điện có một pho tượng đất hơi nghiêng đi một chút. Ấy chính là thần dị của Hoàng Đại Tiên. Người đất ấy mặc áo dài, cao như người bình thường. Hình tượng thì cũng rất giống người, chỉ là đầu treo mắt chuột. Khóe miệng còn để mấy sợi râu lưa thưa. Lại còn cái miệng thì rất giống miệng của giống trồn lông vàng nữa. Sau lưng tượng đất của Hoàng Đại Tiên có một cái hầm. Bên dưới còn có cầu thang đá dẫn xuống sâu hơn. Xem ra cái con Hoàng Tiên Cô đã chạy xuống đây định tìm lão tổ tông nhà nó bảo hộ rồi. Tôi thấy cái hầm này cũng khá là kỳ lạ, miệng hầm vốn phỏng chừng được đậy lại bằng đá xanh. Giờ cái miếng đá xanh ấy đã bị bẫy ra dứt sang một bên. Đây rõ ràng là lối vào một đường hầm bí mật được ngụy trang rất tốt. Xem ra cái hầm bị đậy nắp này có lẽ chính là do những người đào hang xuống ngôi miếu dưới lòng đất này gây ra. Bọn họ hiển nhiên là đến có mục đích. Rốt cuộc, họ muốn tìm cái thứ gì chứ? Lẽ nào chính là cái hộp bằng đồng xanh đựng bảo bối của Hoàng Đại Tiên được nhắc đến trong truyền thuyết dùng này à? Tôi và Yến Tử, một trước một sau, dơ cao ngọn nến nhựa thông. Tuyền béo thì cầm vũ khí đi ở giữa, lần từng bước đi xuống bậc thang. Cầu thang đá, vừa dốc, vừa hẹp, trong hầm thì lạnh lẽo thấu cả xương. Tôi vừa đi vừa nói tóm lược, nghi vấn vừa nãy với Tuyền béo và Yến Tử. Tương Béo nói Nhất ơi là nhất Cậu đúng là thông minh cả đời Mà hồ đồ một lúc Lúc nãy chui xuống Có phải cậu không trông thấy đâu Cái lớp đất bên trên cửa lối thông vào đây nè Nó dày chừng nào Đó đều là đất đá bị nước mưa xối xuống Lắp lên một lớp nữa đấy Dẫu là hồi trước có người đào vào trong núi Để mà tìm báo vật Thì chắc cũng phải là chuyện của mấy chục năm về trước rồi Bây giờ Vô trong này mà hốt phân cố gắng bắt được vài con hoàng bị tử đổi mấy cân kẹo hoa quả là vui lắm rồi. Cậu cũng đừng có tham lam quá. Chẳng phải chúng ta đã nói cái tài gấu với cả mấy cái miếng vàng rồi sao? Hai hôm nay phải nói là phát tài rồi. Còn gì nữa? Có tiền đi đường để mà Tết về nhà thăm người thân với tiền rượu thuốc lá. Từ giờ trở đi coi như là cũng tạm tạm đủ rồi đấy. Tôi cùng với tuyển béo Yến Tử vừa nói vừa đi xuống dưới mới phát hiện cái hầm này sâu hơn là chúng tôi nghĩ trống ngực bắt đầu đập thình thịch hồi hộp không đoán được đường hầm rốt cuộc sẽ thông đến tận đâu càng đi xuống dưới chất lượng không khí càng kém vẫn tạm có thể thở được nhưng mà khó chịu nhất là ngọn lửa của cây nến nhựa thông từ màu xanh lam chuyển sang xanh lục ánh sáng lúc này mạnh yếu bất thường làm mặt ai cũng đều như là phủ một lớp ánh sáng xanh nhàn nhạt vậy tôi chưa gặp ma quỷ bao giờ nhưng mà phỏng chừng á có gặp ma quỷ thật đem so sắc mặt với ba bọn tôi bây giờ cũng chẳng có khác nhau là mấy đâu cái thứ nến nhựa thông này chẳng những hung cay cả mắt mà ngọn lửa cũng không được lớn dù không có gió nhiều khi cũng tự động tắt phụp thôi tôi phải một tay cầm nến tay kia thì khum lại che ngọn lửa đề phòng hơi thở của mình hoặc là luồng khí lưu dẫn động khi bước đi làm cho nó tắt ngúm cũng nên nhưng cái thứ nến thò phạch này dù sao cũng quá kém. Cẩn thận như thế rồi mà nó vẫn đột nhiên tắt mất. Ngọn nến trong tay của tôi vừa tắt. Đằng trước liền tối ôm như mực. Tôi dừng lại, định đốt nến lên rồi mới đi tiếp. Nhưng mà thuyền béo ở đằng sau theo sát quá, cầu thang thì lại hẹp, không hãm lại được. Tôi bị cậu ta quýt cho một cú, liền không đứng vững được nữa. Yến tử đi sau cùng thấy hai chúng tôi lăn xuống bậc thang vội vàng dương tay ra kéo lấy cánh tay của thuyền béo nhưng cô mà làm sao giữ được cái thằng béo ấy vậy là cũng lăn lông lóc theo chúng tôi xuống đến bên dưới hầm tối cũng may là bọn tôi đã đi gần hết bậc thang rồi trên người thì mặt khá dày dặn cho nên không bị thương gì mấy chỉ có điều cây nến nhựa thông trên tay của yến tử cũng tắt mất phía trước tối om như mực tay dơ trước mặt không thấy năm ngón Tôi xoa xoa bắp tay, bị da đập đau đến cả người. Định lấy trong túi đeo chéo ra một cây nến khác đốt lên. Xem thử coi bọn tôi rơi xuống cái chỗ nào đây. Nhưng mà vừa ngồi dậy, tôi liền có cảm giác cái đầu đội mũ da của mình đập vào cái thứ gì đó. Bên má cũng có vật gì đang đung đưa qua lại. Cao hơn nữa lại có tiếng dây thừng cọ vào gỗ, không ngừng phát ra những âm thanh kéo cà kéo kẹt. Tôi thầm nhủ chắc là cái thứ gì bị treo lên đây à? Nghĩ đoạn, bèn tiện tay rờ thử một cái, dựa vào cảm giác của tay mà phán đoán thì hơi giống cái loại giày bông đế giày của vùng Đông Bắc hồi xưa. Rờ vào bên trong thì thấy cưng cứng như là ống chân người. Rờ lên trên nữa là bắp chân mặc quần bông, ống quần còn bó chặt vào nữa. Tôi lập tức giật bắn mình. Đế giày vừa khéo ngang với mặt tôi. Người gì mà hai chân lại lơ lửng đu đưa qua lại trên không thế kia? Ôi trời, chắc chắn là bị chết treo rồi. Giữa một chốn tối đen như mực, đèn đuốc chẳng có, không ngờ tôi lại rờ phải một cái xác người treo như thế này. Dùng Đông Bắc gọi xác chết treo là Lão Điếu Gia, mà truyền thuyết nào về Lão Điếu Gia này cũng cực kỳ khủng bố ghê gớm. Tuy rằng tôi xưa nay chẳng bao giờ tin, nhưng mà sự việc ập xuống đầu thế này không sợ mới gọi là lạ chứ. Lúc ấy, tôi liền không nén được, hét lên một tiếng, a ah! à! rõ to. Tiếng hét của tôi làm cho Yến Tử và Tuyền Béo ngã lăn bò bên cạnh, đều giật bắn người. Tuyền Béo ngã mạnh nhất, xương cục đập ngay vào cái góc cạnh của bậc thang. Cậu ta đang đào đớn, ít hà suýt xoa, nằm bệt không bò dậy được. Nghe tôi quảng hốt, kêu toán lên như thế, lại càng thêm lo lắng, vội vàng hỏi. Nhất ơi là nhất, cậu làm sao thế cậu cậu kêu làm cái gì mau mau thắp sáng lên đi chứ vừa rồi đích thật là tôi sợ đến đần người ra tay vẫn ôm hai chân người chết treo lơ lửng quên cả buông ra luôn chợt nghe thuyền béo hỏi thế cũng không biết phải giải thích làm sao chỉ thuận miệng đáp tôi tôi hai à, à, hai cái chân sợ chết đi được yến tử án chừng cũng bị tôi làm cho hồ đồ rồi trong bóng tối chỉ nghe tiếng cô hoảng hốt nói à, anh sao lại chết không không được chết đâu lúc về làng bí thư mắng tôi đấy tôi còn chờ anh gánh tội hộ cơ mà anh mà chết rồi tôi biết làm sao bây giờ 8, Thông lòng. trong lúc tiền béo và yến tử ý ới thặt mặt mãi không thôi tôi vội vàng đẩy cái chân người chết buông thõng trước mặt mình ra người hơi ngã về đằng sau một chút. Không ngờ sau lưng cũng có một cái xác chết treo lòng thòng bị tôi đụng vào liền lập tức đung đưa qua lại. Phía trên đầu cũng theo đó phát ra những tiếng dây thừng cọ sát vào xà gỗ kéo cà kéo kẹt. Trong bóng tối mịt mùng, cũng chẳng biết xung quanh có bao nhiêu cái xác chết treo. Tôi đành nhoài người ra bò sát mặt đất, nhưng mà vẫn cảm giác được từng đôi chân, từng đôi chân đi giày bông như là con lắc đồng hồ đung đưa dao động phía trên mình. Tôi đã toát hết cả mồ hôi, vừa nãy lăn từ trên bậc đá xuống. Không hiểu cái túi đeo đã dằn đi đâu mất rồi. Tối om tối mịt thế này cũng chẳng cách nào mà tìm được. Đành cuốn cuồng gọi Yến Tử. Yến Tử, mau thắp sáng lên đi, chúng ta rơi vào chỗ cái quỷ quái nào vậy nè. Ở khu xung quanh lâm trường này, tuyệt đối không được nhắc đến chữ lửa thậm chí cả những chữ có bộ quả cũng không được nhắc đến. Ví dụ như là từ đốt đèn, nến đều không thể nói. Nếu muốn bảo đốt đèn hay gì đó tương tự thì chỉ được dùng cách nói hấp sáng, thay thế. Chuyện này không phải là mê tín mà là kỷ quý. Cũng như là bên cứu quả vậy, xưa nay chỉ dùng chữ tiêu phòng chứ không bao giờ dùng dập lửa cả. Yến tử vừa ngã trên bậc cấp xuống và đập tứ tung đầu óc thì vẫn hơi bần thần nghe thấy tôi gọi thắp sáng cô cuối cùng mới định thần lại được lấy ra một cây nến nhựa thông đốt lên sâu bên trong cái hầm này tuy là có không khí lưu thông nhưng mà lúc ấy vẫn đầy trọc khí làm cho người ta cai xè hết cả mắt nến nhựa thông phò phạt này đốt lên được cũng là khá lắm rồi ánh sáng màu xanh lục yếu ớt vừa lạnh lẽo vừa tái nhợt cộng với tạp chất trong không khí quá nhiều khiến cho ánh sáng bị cản trở, làm cho ánh nến cũng chẳng sáng hơn ngọn lửa ma trời là mấy. Thậm chí còn chẳng chiếu được hết một khoảng một mét xung quanh nó nữa. Dưới ánh nến lập lòe chớp tối ấy, tôi nôn nóng muốn xem thử là trên đầu mình có phải là xác chết không. Nhưng mà chẳng hiểu gì ánh sáng của nến nhựa thông kém quá, hay là vừa nãy lăn lộn mấy dòng cho nên đầu dán mắt qua. Trước mắt tôi dường như đột nhiên phủ thêm một tầng giải xô. co căng mắt ra mấy cũng không thể nhìn rõ được cái khỉ gì thứ duy nhất có thể lờ mờ phân biệt được đó chính là ánh sáng của ngọn nến nhưng cả ánh nến ấy đối với tôi cũng biến thành một quần sáng mông lung màu xanh lục đung đưa trước mắt hoặc gần hoặc xa tôi dụi mắt thật mạnh vẫn không nhìn rõ lắm nhưng mà tôi nghe thấy phía sau quần sáng có người đang khẽ tiếng thì thào tựa như là nói gì đó với tôi vậy tôi không khỏi lấy làm thắc mắc Ai đang nói thế? Tuyền Béo và Yến Tử đều là hạng to mồm như là súng đại bác. Mở mồm là quang 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 rồi. Nhưng mà nếu không phải bọn họ, thì là ai đang thì thà thì thào ở đằng sau ánh nến kia chứ? Tôi không nhìn rõ, mà cũng nghe lờ mờ. Nhưng mà bản thân con người có một thứ tiềm thức. Ấy là càng nghe, không rõ, thì lại càng muốn nghe xem phía bên kia đang nói cái gì. Tôi bèn dương cổ ra, định nhích lại gần thêm một chút. Khi thân thể vừa nhích động, lòng của tôi chợt dâng lên một cảm giác lạnh lạnh. Lờ mờ cảm nhận được chuyện này dường như là không ổn. Tuy vẫn chưa nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng ánh nến mông lung trước mắt thì dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Ở gần ngọn nến nhựa thông ấy có nguy hiểm. Một âm thanh trong đầu không ngừng cảnh cáo như thế. Nhưng mà ý thức rằng ngọn nến ấy nguy hiểm lại không sao áp đảo được cảm giác ham muốn lại gần nó xuất phát từ sâu bên trong nội tâm tôi vẫn không kìm được tiếp tục nhích người về phía ấy đã càng lúc càng đến gần với ngọn nến nhựa thông phát ra thứ ánh sáng xanh leo lét ấy vừa nãy rõ ràng là sờ thấy hai chân đi dài bông của cái xác chết treo vậy mà sau khi thắp nến lên thì không còn thấy cái xác chết nào nữa đột nhiên biến mất chỉ còn lại một chút ánh sáng lập lờ của ngọn nến thôi tôi bỗng nhiên sực nhớ ra câu chuyện mà đèo cổ tìm thế thân. Chính là dụ cho người ta chui đầu vào thòng lọng. Mắt thấy mình chỉ còn cách quần sáng màu xanh leo lét trong gang tấc. Tôi muốn mau chóng, rụt lùi lại lắm. Nhưng mà cơ thể dường như đã trúng phải tà, không thể nào điều khiển được nữa. Lúc này chỉ có cái đầu và phần cổ là còn cử động được. Đều tại ngọn lửa ma chết tiệt ấy, hoàn toàn xuất phát từ bản năng cầu sinh tôi không nghĩ ngợi gì nữa cả. Giận lực nhằm về phía ngọn lửa màu xanh đó thổi phù một cái. Ánh sáng xanh như là lửa ma trơi của ngọn nến nhựa thông bị tôi thổi một cái, tắt phục. Cả cái hầm ngược lại, bỗng sáng hẳn lên, cũng không còn mùi hôi thối sọc lên ốc như trước nữa. Tôi cúi đầu nhìn thử, thấy mình đang đứng trên mép một cái kháng đất, hai tay níu một sợi dây thừng to bự, tự trồng vào cổ, tôi thầm chửi một tiếng suối quẩy vội vàng hất sợi dây thừng đó sang một bên vẫn còn chưa kịp nhìn rõ xem mình đang ở chỗ quái quỷ nào tôi liền phát hiện ra tuyền béo và yến tử đứng ngay bên cạnh hai mắt đờ đẫn trong sợi dây thừng buông trên nóc nhà xuống vào cổ để mà định tự sát trên tay của yến tử còn cầm một ngọn nến nhựa thông đã đốt lên nhưng mà ngọn lửa không phải màu xanh lục như lúc nãy tôi vội đón lấy ngọn nến của yến tử đang cầm tiện thể giật tung sợi dây trước mặt họ hai người ho sặc sụa một tiếng rồi giật mình sực tỉnh khỏi trạng thái mê man đó tôi chẳng kịp nhớ lại tình cảnh kinh khiếp như là một cơn ác mộng vừa nãy tôi vội xem tình hình xung quanh trước đưa mắt ngó nhìn thì ra bên trong hầm là một căn phòng gỗ nhỏ có khăn đất ba bọn tôi ngã từ trên cầu thang đá xuống lăn bò toài ra đất không hiểu từ lúc nào lại mơ mơ hồ hồ bò lên cái kháng đất rồi suýt chút nữa treo cổ chết trong phòng. Kích cỡ cái hầm này tương đương với nhà dân bình thường. Bên trong rất khô ráo, có bếp lò, bệ đất và kháng đất sưởi ấm. Hệt như là một căn nhà thường thấy trong núi. Bên trên cũng có xà nhà, trên đấy buộc vô số thòng lọng dây thừng. Bên trong sợi thừng còn gia cố thêm một ít dây đồng nữa, cho nên dù để lâu cũng không mục nát đứt ra như là dây thừng bệnh thông thường. Giữa vô số thòng lọng ấy, có bốn cái xác đàn ông treo lơ lửng. xác chết đã bị gió lạnh trong căn phòng này hông khô rồi. Bốn vị lão điếu gia người nào người nấy đều le lưỡi trợn mắt trừng trừng. Sắc da thì tím tái của xác khô khiến cho những gương mặt sau khi chết ấy càng thêm ghê rợn. Vì thời gian dây thừng treo quá lâu cho nên cổ của người chết đã bị kéo ra thêm cả một đoạn dài nữa. Yến tử cực kỳ sợ ma quỷ, ma núi, ma nước hay là ma treo cổ, cô cũng đều sợ tuốt trong ánh sáng nhỏ như là hạt đầu của ngọn nến nhựa thông. Không dưng trông thấy bốn vị lão điếu gia, khiếp đảm quá, cô nàng quảng quá, dội bịch chặt mắt lại. Tôi và Tuyền Béo cũng phải một lúc lâu không nói được lời nào. Gặp phải cái đám ma treo cổ này, thật đúng là suối quẩy tận mạng rồi, chứ còn gì nữa. Tôi thấy ở đầu kháng, có một đĩa đèn dầu bằng đồng, bên trong vẫn còn sót lại một chút dầu thông. Bèn đưa ngọn nến lại gần châm lửa đèn vừa đốt lên, căn hầm sáng hẳn lên. Tôi dơ ngọn đèn dầu lên soi thử, phát hiện ra bốn cái xác chết đàn ông treo này ăn mặc giống hệt nhau. Cả bọn đều áo đen, giày đen, quần đen, cả mũ trên đầu cũng màu đen luôn. Duy chỉ có thắt lưng bích tất và dây mũ là màu đỏ. Kỳ thực, cùng là màu đỏ nhưng cũng phân ra nhiều loại. Màu đỏ trên trang phục của họ là loại đỏ chói như là máu lợn vậy. Tôi không nhìn ra kiểu phục sức này có gì đặc biệt, nhưng mà niên đại thì chắc cũng không xa xưa lắm. Tôi đoán miếu hoàng đại tiên bị chôn dùi dưới đất này có lẽ chính do mấy người này khai quật ra. Không ngờ bọn họ vào rồi mà không ra được. Mà cả ba bọn chúng tôi vừa vào cái hầm này thì cũng đã bị trúng tà rồi. Tự mình chui đầu vào thòng lỏng treo cổ chứ. Nếu không phải tôi thổi tắt cái ngọn lửa ma kia đi, sợ rằng trong cái hầm này đã có thêm ba người chết nữa rồi. Dân gian đều nói, người nào chết treo thì buộc phải lừa được người sống treo cổ thế thân thì mới có thể chuyển thế đầu thai. Chẳng lẽ vừa nãy bọn tôi chính là bị lão điếu gia nhập vào, trúng phải ma chướng hay sao? Tuyền Béo lúc này mới lấy lại bản tính thường ngày, chỉ vào bốn vị lão điếu gia, ngoát miệng ra chửi bới, xém chút nữa là bị bọn ma quỷ chết treo này đã cho vào trồng rồi nghĩ đến lại tức nghiến răng kèn kẹt, kẹt. Trong hầm này còn có một cái dại đựng dầu đốt đèn. Tuyền béo vừa chửi bới không thôi, vừa tính cách hắt dầu lên đám người chết này đốt cho chúng thành đèn trời luôn. Tôi thầm nghĩ đốt đi thì cũng tốt, để tránh sau này chúng nó tác quai tác quái hại người vô tội. Nhưng vừa đứng dậy, tôi bỗng phát hiện bức tường bên cạnh có một khe hở. Khe hở ấy không phải là do lâu năm gạch đá sụp nứt ra mà cố ý để chừa lại bên trong cái hầm này vẫn còn không gian chỉ là người ta đã xây một bức tường đất để mà chắn lại trong bóng tối không thể phát giác ra được bên trong khe tường này có hai ngọn đèn nhỏ sáng lập lòe len lén nhìn trộm chúng tôi trong hầm quá tối hai ngọn đèn nhỏ màu xanh chớp lên một cái rồi tắt ngay đầu của tôi nóng bừng lên chẳng nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống kháng đất gạt mấy cái xác chết treo bung trước mặt ra xông tới chỗ khe tường, chỉ thấy con hoàng tiên cô chạy thoát khỏi ta chúng tôi, đang dùng hai chân trước bám vào tường, dòm qua khe hở quan sát động tĩnh trong căn hầm. Đằng sau bức tường ấy, chắc cũng có một gian phòng xây ngầm dưới đất, nhưng mà trong gian này không có người chết treo, mà trong đó chỉ treo cái đám hoàng bị tử đã bị chết cứng đờ ra. Truyền thuyết hoàng bị tử đổi mạng với người đã có từ rất lâu lắm rồi tương truyền rằng Hoàng Bì Tử là thiên gia, rất giỏi hại người. Khiến cho người ta gặp dần rủi hoặc là mê hoặc lòng người, nhưng mà đạo hạnh của chúng rất có hạn. Dẫu là Hoàng Bì Tử tu luyện mấy trăm năm thành tinh cũng thế. Tinh linh trong núi rừng muốn tu luyện thành tinh cực kỳ khó khăn, nhưng mà thành tinh ở đây cũng chẳng qua chỉ là sống lâu nên thông linh, hiểu được tiếng người hoặc mô phỏng được một số hình thái cử chỉ của con người mà thôi con người sinh ra đã là người vì vậy dù là hoàng bì tử giả thành tinh đẳng cấp cũng thấp hơn nhân loại vốn đứng đầu dạng vật rất nhiều nó có lợi hại đến đâu cũng không thể dễ dàng hại được tính mạng con người được chúng mà muốn hại người nào thì cần phải tìm bọn hoàng bì tử con ở trong quần tộc của mình ra cùng treo cổ với người ấy những chuyện kiểu như vậy có nghe rất nhiều người nói rồi nhưng mà chẳng ai nói rõ rốt cuộc nguyên nhân tại sao có lẽ hoàng bị tử mê hoặc người ta là nhờ một loại mùi vị đặc thù có tác dụng thôi miên mà chúng tiết ra chăng? Về mấy cái chuyện này thì Yến Tử sinh ra và lớn lên giữa núi rừng là biết rõ nhất. Kể đến là Tuyền Béo. Hồi trước giải phóng, ông già Tây Mễ từng tham gia hoạt động tiểu phỉ ở vùng Đông Bắc. Biết được rất nhiều các truyền thuyết ở vùng rừng núi Đông Bắc. Ông cũng đã kể cho cậu ta nghe rất nhiều. Trong ba người thì chỉ có tôi là ít hiểu biết nhất. Lúc này tôi chẳng biết nhiều về cái bọn hoàng bị tử ấy lắm Nhưng mà trông thấy con hoàng tiên cô lén là lén lút nắp ở sau bức tường Là đã biết ngay quá nữa là do cái con quái này nó dở trò rồi Bèn xong đến tóm ngay lấy nó dốc ngược chân lên xem thử Chỉ thấy dây buộc thép ở chân sau của nó vẫn chưa đứt Trong miệng vẫn bị nhét quả dưa tê Quả dưa tê là một loại thực vật quan mọc ở trong núi Có tác dụng làm tê lưỡi bắt được thú quang xong nhét ngay vào miệng nó một quả vậy là nó không còn kêu ca gì nữa mà đầu lưỡi bị tê cũng chẳng thể mở miệng ra cắn người được tuyền béo phía sau cũng bước vào theo tôi đưa con hoàng tiên cô cho cậu ta lần này không thể để cho con hoàng bị tử quất con này chạy trốn được nữa tôi đưa mắt nhìn đám chồn vàng treo ở căn phòng bên trong vừa khéo đúng bảy con trong đó ba con vẫn còn hơi ấm ấm chắc mới chết không bao lâu chắc chắn là ba con định đổi mạng với chúng tôi đây ngoài ra xác bốn con còn lại đều đã khô cứng hết cả rồi tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó ngoảnh đầu lại nhìn đôi mắt linh động chớp chớp của con hoàng tiên cô trên tay thuyền béo rồi lại nhìn vị trí lúc nãy chúng tôi suýt nửa treo cổ thâm nhủ lúc ấy hẳn là mình đã bị con hoàng bì tử này mê hoặc tâm trí mới thò cổ vào thòng lọng khi đó may mà tôi thổi tắt ngọn đèn lửa ma ở trước mắt mới thoát được nạn bây giờ nghĩ lại đấy chắc không phải là lửa ma lửa miết gì mà là cặp mắt con hoàng bị tử này nó bị tôi thổi, thổi cho một phát phải chớp mắt thuật thôi miên mới bị phá đi không thể để cho nó mở mắt ra nữa nghĩ đoạn tôi liền lấy một ít bánh bao đậu còn thừa dán chặt đôi mắt con hoàng tiên cô lại xong xuôi đâu đấy mới thấy an tâm phần nào gian phòng ở bên trong này thứ gì cũng đối xứng với gian bên ngoài cũng có kháng đất phía đầu kháng của một bức tranh cổ giấy vẽ đã ngã sang màu vàng sậm màu sắc ở trong tranh thì mơ hồ mờ mịt vẫn nhìn ra được bên trên vẽ một người mặc đồ đàn bà thời xưa nhưng mà lại có một bộ mặt hoàng bì tử hoàn toàn giống với hình tượng ở bàn thờ trong gian điện đá xem ra đây là tranh vẽ đại tiên rồi có điều dưới chân tiên cô trong bức tranh vẽ có một cái hộp tạo hình kỳ quặc nét vẽ rất mơ hồ không thể nào nhìn rõ được. Tương truyền, Hoàng Đại Tiên Cô có một cái hộp đựng bảo bối. Có lẽ nào chính là cái rương được vẽ ở trong bức tranh này không? Tôi và Tuyền Béo chẳng hề do dự chút nào, lập tức lật tung cả gian phòng lên tìm kiếm. Hầm ngầm bí mật bên dưới miếu thờ Hoàng Đại Tiên còn cố ý mô phỏng nhà ở của con người, nhưng mà lại hết sức kỳ dị, chỗ nào cũng toát lên tà khí. Tí dụ như cả căn nhà lại chia làm đôi, bài trí hoàn toàn đối xứng. Xa nhà một nửa treo người chết, một nửa treo xác chồn lông vàng. Chuyện nào cũng khó bề tưởng tượng cho nổi, không thể xét theo lẽ thường được. Bọn tôi thực tình rất muốn xem xem trong cái rương ấy rốt cuộc là đựng cái thứ gì. Đành mặt xác không nghĩ đến những thứ ấy nữa. Nhưng mà cả căn hầm, gian trong gian ngoài, chỉ rộng có ngần ấy. Đi một vòng là lật tung hết cả, mà cũng chẳng thấy cái thứ gì giống cái hộp hay là cái rương cả tôi và tuyền béo đều không khỏi có chút chán nản bỗng dưng nghe thấy phía trên xà nhà chốc chốc lại có tiếng dù dù xùy xùy chúng tôi giơ đèn dầu lên soi thử quả là thấy trên căn hầm này có mấy cái xà gồ giao nhau chằng chịt trên mái dòm cao hơn nữa toàn là những cái hốc to tướng tôi chợt hiểu ra dựa theo phương hướng và khoảng cách thì căn hầm đất đi xéo xéo từ miếu hoàng đài tiên xuống đây chắc đã đến bên dưới hầm mộ đất của Hoàng Bì Tử rồi. Cái tiếng chạy qua chạy lại phía trên đều là của bọn trùng vàng ấy. Cả gió lạnh trong hầm cũng từ mấy cái hang hốc ở phía trên tuồn vào. Tôi bảo tuyền béo, phỏng chừng trong cái rương kia chắc chắn là có đồ tốt. Bốn con quỷ chết treo ở ngoài kia tám chín phần là muốn vào đây đào báo vật. Kết quả lại trúng phải bẫy của bọn Hoàng Bì Tử thành quỷ chết quang rồi. Có khi mấy tên ấy chết rồi cũng chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra nữa. Cũng may là trước đấy bọn mình bắt được một con hoàng tiên cô biết yêu pháp, lại hành hạ cho nó chỉ còn nửa cái mạng nên mới không đến nỗi bị nó hại chết. Tôi nghĩ nếu không nhân cơ hội tốt này mà tìm cái rương ấy mở ra xem sao, há chẳng phải là uổng phí cả cơ hội tốt ơi là tốt thế này à? Có điều vẫn còn tình huống xấu nhất, chính là cái đám chết toi kia vẫn còn đông đảng để cho mấy tên đó đi dò đường trước sau đó đã làm ngư ông đắc lợi, đào mất cái rương ấy đi rồi. Vậy thì chúng ta chỉ đành chừng hửng một phen thôi. Tuyền béo chán nản nói với tôi. Cái hộp cả một lũ trồn vàng to trồn vàng nhỏ canh giữ thì liệu có gì hay ho? Chắc không phải là một đống lông gà xương gà chứ. Chúng ta có cần mất công vậy không? Theo tôi thì cứ cho một mồi lửa đốt rụi cái chỗ quỷ quái này đi rồi tranh thủ về sơi cơm cho sớm Yến Tử đã sớm muốn mau chóng rời khỏi cái chỗ thị phi này, cho nên cũng lên tiếng khuyên tôi. Nghe bảo trong cái rương ấy, giấu đồ vật của Sơn Thần, người phàm trông thấy là chút quả giao thân. Đến cả miếu hoàng đại tiên còn bị núi lở chôn vùi. Chúng ta tìm cái gì nữa? Thôi, mau về lâm trường đi thôi. Tài tôi, nghe hai người bọn họ càm ràm, nhưng mà trong đầu vẫn không ngừng suy tính. Đợi cho cả hai nói xong hết thì tôi mới bảo. Hai người đừng có mà dao động lòng quân. Tôi nhớ Yến Tử vừa nãy có nói, mạch vàng trong núi đều là của Hoàng Đại Tiên Lão Gia. Cho nên đoán rằng đồ đựng trong rương ấy rất có khả năng chính là vàng. Hơn nữa, nói tê đây, tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía rồi tiếp lời. Hơn nữa trong phòng này bốn vách đều trống quơ trống quát. Cũng chỉ có ở bên trong cái bếp là giấu được mấy cái thứ kiểu rương hòm ấy thôi. Chương 9 Cắt gạch mộ Tôi bảo Tuyền Béo và Yến Tử Trong căn hầm này Chỉ có cái bếp lò là giấu được đồ Ngoài ra tôi gần như vẫn còn nhớ Đã từng đọc trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Có một đoạn ghi chép cũng khá tương tự Trong cuốn tàn thư ấy có nhắc đến Huyết âm dương trạch Âm dương trạch là chỉ mộ địa Chuẩn bị cho người chết Còn dương trạch là nhà ở của người sống Trong phong thủy có phép Quảng linh tương trạch, hay còn gọi là bát trạch minh kính, hai gian nhà hoàn toàn đối xứng trong căn hầm này, rất có khả năng chính là trận đồ âm dương kính, tương tự như thuật im thắng. Trong cái đám hoàng bì tử có những con có linh tính, có thể mượn sức của thuật này mà nhiếp hồn người ta. Có điều tôi chẳng qua cũng chỉ tiện tay lật xem quyển tàng thư ấy qua loa một chút, chưa bao giờ đọc kỹ càng tỉ mỉ lần nào, cho nên cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ là tôi cảm thấy trong tình huống này cũng nên tiện thể quỷ luôn cái hầm này đi, tránh để sau này có người trúng phải tà thuộc mà mạng. Tôi không tin Hoàng Đại Tiên có hòm xiển chứa bảo bối bảo biết gì cả, nhưng mà tôi đoán rằng phát xuất từ tâm lý tránh điều hung tìm điều cát, không dám chọc vào Hoàng Đại Tiên của đại đa số người. Có kẻ đã mượn danh Hoàng Đại Tiên mà giấu một số đồ vật quý ở trong hầm ngầm bên dưới ngôi miếu này. Chuyện này tuyệt chẳng có gì kỳ quái mà cái hòm đó rất có khả năng lại liên quan đến mạch vàng trong núi Đoàn Sơn thời xưa. Nếu tìm thấy cái thứ ấy, vậy thì chúng tôi cầm bằng như đã lập công lớn rồi, nói không chừng còn được đi nhập ngủ chứ chẳng chơi. Sau đó, tôi và Tường Béo tiếp tục tìm kiếm. Sau mấy cú quay rượu, Tường đã dở lỡ ra, bên trong kháng đất vốn rỗng không. Nên cũng sụp xuống để lộ ra một lối thông khói đen ngộm, bên trong bốc lên một luồng khói đen hòa trộn với mùi hôi thối sặc sụa và mù mịt khiến cho bọn tôi phải lùi lại mấy bước. Đợi cho khói bụi tan đi hẳn, chúng tôi mới tiến lên hợp lực dọn bớt gạch dụng rơi xuống ra. Tuyền béo nôn nóng bước lên đầu tiên, dơ ngọn đèn dầu lại gần xem thử. Ô hay, trong này có cái thứ gì đấy cậu à? Vậy là cậu ta liền thọc tay cho vào trong, vừa sờ vừa kéo ra một đống đen ngòm. Lúc nhìn rõ được cậu ta kéo ra thứ gì, Yến Tử sợ đến kêu ré lên, tôi còn chưa kịp nhìn rõ xem bên dưới cái kháng ấy là cái thứ gì, đã bị cô nàng làm cho giật thoát cả mình một cái. Mượn ánh đèn hôn ám nhìn thử, thì hóa ra là tuyền béo lôi ra được một cái xác đàn ông cục đầu. Cái xác không đầu ấy đã bị một rửa thảm hại, cả cái tấm áo dài kiểu cổ bằng lụa đen mặc ở trên người cũng đã nát rửa Nó vốn bị nhét bên trong cái ống thông khói. Lúc này tuyền béo đã kéo ra hơn một nửa còn một nửa vẫn để ở trong lòng cái kháng đất. Tuyền béo thấy mình lôi ra được một cái xác khô không đầu, tức đến nỗi nhổ nước bọt phì phì, luôn mồm lào bào chửi là mình suối quẩy, nhưng mà vẫn chưa nản lòng, lại cầm rìu lên, quay như là quay búa thép, đập phá một hồi. Cái kháng đất bên trên kia bị cọc ta đập cho tan quang, trong lò không ngờ cũng chôn giấu một cái xác khô không đầu khác. Nhưng mà nhìn cách ăn mặc, xác khô này chắc là xác của đàn bà tôi đang lấy làm kỳ lạ. Không hiểu sao hai cái kháng đất lại thành hai cái quan quách hợp tán của hai vợ chồng này. Tuyền Béo đã lật tung cả cái đống gạch dụng lên, kinh hồn quảng hốt bảo tôi xem cái thứ đặt ở trên ngực xác cô. Trên ngực hai cái xác đàn ông và đàn bà ấy có hai cái đầu lâu được giữ khá hoàn hảo, lần lượt của một nam một nữ, đầu tóc buông xỏa sợi, nhưng mà gì bị chôn vùi trong bếp lò không biết bao nhiêu năm tháng rồi, lớp da bên ngoài cái đầu tuy đã được xử lý chống thối rửa, xong vẫn khô tóp lại, màu sắc thì trông chẳng khác nào sáp khô cả. Lúc này nghe Yến Tử nói, lần này thì chút quả lớn rồi, lại còn kinh động đến cả cái xác khô Hoàng Đại Tiên nữa, không khéo bị giảm thọ đó. Tôi an ủi cô, bảo rằng ngàn dạng lần, chớ có tin mấy cái chuyện này, đó toàn là do mấy ông từ ở trong miếu, giả thần giả quỷ, để mà lừa tiền hương quả của bọn ngu ngốc vô tri thôi. Hồi trước ở quê tôi cũng có một chuyện tương tự. Trong núi có ngôi miếu Bạch Xà. Người quản miếu tự xưng rằng Bạch Xà nương nương hiện thân ban thuốc. Thực ra chỉ là kiếm về một người đàn bà nuôi rắn, dùng thuật điều khiển rắn để mà gạt tiền mọi người thôi. Còn một việc nữa, nghe đồn thời trước giải phóng ở núi Nhạn Đăng còn có miếu thử tiên, nguồn gốc thực ra là bởi có người dân ở trong núi bắt được một con chuột rất to vì nó to quá cho nên không đánh chết tại chỗ mà bắt về để cả làng xem cho vui. Nhưng trong vùng á, lại có một tên biệt bợm chuyên giả thần giả quỷ. Thừa cơ đem con chuột này ra tán láo lên, cứ bảo rằng đây chính là thử tiên, đến đây mà trừ tai giải nạn cho dân làng. Sau đó, lợi dụng việc ấy để mà gạt được rất nhiều tiền hương quả của các thiện nam tính nữ. Về sau con chuột được coi là thần tiên ấy chết đi, cái tên biệt đó lại nói thử tiên gia tạo phúc cho mọi người nhiều như thế. Trước lúc ra đi, cần phải khoác cho ngài một tấm da người, để ngài thăng thiên cũng có chút thể diện. Vậy là dân làng liền ra chốn mùa quang, tìm ra một cái xác vô chủ lột da để mà liệm cho thử tiên. Không chừng, hai con hoàng bị tử trong đầu người chết này cũng thế thôi, đều là đạo cụ của bọn lừa đảo chuyên đi gạt tiền người ta. Chúng ta không việc gì phải đau đầu nhức óc với mấy cái thứ mê tín dị đoan này làm gì. Yến tử nghe tôi nói mà nửa tin nửa ngờ. Cô nàng là người dùng núi, tuy là được sinh ra sau giải phóng, vốn cũng không quá tin vào những cái thứ bàn môn tà đạo này. Nhưng mà trong lòng ít nhiều cũng vẫn còn chút cố kỵ. Giả lại hai cái đầu người bị khoét rỗng dùng để đựng hai cái xác hoàng bì tử trong cực kỳ khủng khiếp. Tôi có nói thế nào cô cũng không chịu tin. Tôi đành bảo cô tạm thời ra bên ngoài cánh cổng đá chờ một lúc Tôi với Tuyền Béo cho sập nốt cái bên bếp còn lại rồi lập tức lên trên đó tụ hợp. Đợi cho Yến Tử đi lên trên tôi bảo Tuyền Béo Bên dưới cái mộ hoàng bị tử này có chôn hoàng đại tiên thật đấy cậu à. Vậy thì truyền thuyết về cái rương bảo bối của hoàng đại tiên quá nữa là có thật rồi. Mau mau tìm nó ra đây để mà chi diện cho cách mạng thế giới thôi. Vậy là hai thằng chúng tôi chẳng còn nghỉ ngơi gì tiếp tục động thủ đập dỡ tan nữa bên bếp lọt còn lại nhưng mà sự việc không được thuận lợi như trong tưởng tượng. Đập xong phá xuôi thì thấy bên trong còn vài cái bát sứ dở. Nào đâu ra cái hòm vàng hòm giết gì? Dưới đất cũng chỉ có vài hạt vàng nhỏ bằng hạt gạo nằm dương dãi. Góc tường sát với bếp lò còn bị khoét một cái lỗ lớn bên ngoài đã sụp xuống lắp kính mít ở phía dưới. Tôi và Tuyền Béo thấy thế lập tức hiểu ra tất cả liền ngồi bịch xuống đất. Thôi, xong rồi bốn tên áo đen bị chết treo kia quả nhiên là vẫn còn đồng bọn chúng nhất định đã phát hiện những người đi xuống hầm ngầm á, bằng cái lối cầu thang đều chỉ có đi mà không có về biết được bên dưới có trận đồ cạm bẫy vậy là liền dùng ngay chiêu móc cửa sau từ phía bên kia đào đường hầm xuyên vào trong đây móc rương báo của sơn thành đi rồi thế là các đồng chí công toi cả buổi mất rồi tuyền béo vẫn nhặt hết các hạt vàng ở dưới đất lên tự an ủi mình rằng cái chỗ này đúng là hơi ít thật, chi diện cách mạng thế giới e là khó, nhưng mà dùng để cải thiện đời sống thì vẫn dư giả có thừa. Tôi để ý thấy mấy hạt vàng này rất giống với mấy hạt mà chúng tôi có được ở Lâm Trường đêm hôm trước, hình dạng chẳng theo quy tắc nào, hình như đều là những hạt vàng khảm nạm trang sức trên vật gì đó. Có lẽ cái rương của hoàng đại tiên ấy lại khảm đầy vàng bên ngoài, trong lúc bị khiêng đi đã xảy ra va chạm cho nên rơi ra mấy mảnh này nghĩ không biết bên trong cái rương thành ấy rốt cuộc là chứa đựng cái bảo bối gì tôi lại thấy ngứa ngáy hết cả người nhưng mà thứ ấy chẳng rõ đã bị người ta trộm đi từ bao nhiêu năm trước rồi phỏng chừng cả đời này tôi cũng đừng hòng mà mơ nhìn thấy nó nữa tôi thất vọng mất cả phút đồng hồ lúc này thì tuyền béo đã dơ vét hết các thứ có thể dơ vét được có ở lại thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả huống hồ để lâu quá cũng ngại yến tử ở bên trên không đợi được vậy là hai bọn tôi bèn quyết định rời khỏi chỗ này lúc sắp đi thấy khắp trong căn hầm chỗ nào cũng toàn xác chết đặc biệt là bốn vị lão điêu già kia nhìn mà cũng thấy khó chịu thay cho chúng tôi bèn cùng với tuyền béo quyết định dứt khoát đã làm thì làm cho trót cho chỗ này một mồi lửa thiêu rụi đi luôn vì dưới lòng đất chẳng bao giờ thắp đèn cho nên dưới căn hầm vẫn còn trữ hơn nửa dại dầu chưa dùng đến. Vậy là bọn tôi bèn múc dầu ra, hắt bừa khắp nơi. Cuối cùng thì đá đổ cả dại dầu, ném cây đèn trong tay xuống, lửa tức khắc bùng lên ngay. Lửa cháy làm cho xà gỗ rừng gỗ căng hầm, nổ lách tách lách tách. Tôi và Tuyền Béo lo bị khói hung cho sặc chết, dội vàng chạy lên bậc thang đá ra khỏi miếu Hoàng Đại Tiên. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi ba chúng tôi kiếm một hốc cây giấu thịt gấu da và gấu vào trước, rồi lấy đá bịch kín. Sau đó mới dẫm lên các súc gỗ đóng băng trên sông về lâm trường. Bây giờ bọn tôi mới phát hiện con hoàng tiên cô kia giờ chỉ còn thoi thóp thở. Tuyền béo thấy vậy liền kêu toán lên: Hoàng bị tử chết rồi mới lột da thì chẳng đáng giá nữa. Nhưng mà không có nghề mà lột da làm hỏng mất thì càng phí hơn. Vậy là đành phải đổ cho nó một chút nước cháo cầm hơi đi. Sau đó cậu ta liền đi cả đêm mang cả bàn tay gấu và hoàng tiên cô ra hợp tác xã cung ứng ngoài núi để đổi đồ chỉ vì có mấy cân kẹo hoa quả giá rẻ mà đổi gió đổi tuyết đi đường núi những chuyện kiểu này đại khái chắc cũng chỉ có đám thanh niên trí thức về nông thôn tham gia lao động sản xuất thì mới làm được thôi động cơ thực ra cũng không hoàn toàn chỉ vì tham ăn mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhàn rỗi quá đâm ra khó chịu mà thôi yến tử về đến làng tìm người giúp lấy thịt gấu về chỉ để lại mình tôi canh lâm trường khi đã xong xuôi hết mọi việc nhàn rỗi được vài ngày bọn tôi lại bàn tính đã bẫy được quan bị tử rồi lần này phải bắt một con cáo về thì mới thú nhưng còn chưa kịp hành động ông bí thư già đã phái người ra thay chúng tôi trở về làng ông bí thư nói vì sợ chúng bay ở trong làng không chịu an phận nên mới phân cho chúng bay ra lâm trường vắng vẻ trực ban không ngờ bọn bay vẫn không chịu phục tùng sự sắp xếp của tổ chức tự tiện vào trong núi đoàn sơn săn gấu gan của chúng bay thật là cũng to quá rồi dạng nhất mà xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm này ai gánh đây hả tuy là chúng bay săn được con gấu cũng coi như là ủng hộ nông dân nhưng mà công không bù được tội ta thấy để chúng bay ở lại lâm trường sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn phải tìm cho chúng bay việc gì làm tiện thể phạt chúng bay luôn làm việc gì bây giờ đây chứ? Cuối cùng, ông Bí Thư phân cho ba đứa chúng tôi đi tham gia lao động cắt gạch mộ. Vì ở trong núi khai quang làm rẫy rất khó khăn, chỉ có mấy chục mẫu ruộng đất bạc màu, chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, năm nay lại sang được một khoảnh đất nữa ở trong khe núi, chỗ ấy đào được rất nhiều mộ. Vì làng này là do các thợ săn từ thời nhà Thanh tụ tập lại với nhau, dần dần mà hình thành nên các nghĩa địa gần khe núi xung quanh đây từ triều đại nào đến giờ cũng chẳng có ai biết nữa khu mồ quan vô chủ này toàn là mộ xây bằng gạch đá hầu hết đã bị tàn phá bung vét cả ra rồi về cơ bản toàn bộ đã bị quỷ hoại hoặc là đào trộm không thì cũng bị úng nước quan tài đồ minh khí và xương cốt sót lại chẳng còn gì đáng tiền cả sau khi dọn dẹp đi rồi thì chỉ còn lại rất nhiều gạch xây mộ giới dân địa phương thứ gạch này mới chính là đồ tốt vì mấy trăm dặm xung quanh đây người sống rất thưa thớt không có lò gạch nào hết mà gạch xây mộ lại vừa to vừa kiên cố có thể trực tiếp dùng để xây chuồng cho gia súc hoặc là các kiến trúc đơn giản khác chỉ có điều gạch mộ bị bám rất nhiều bùn hoặc là lúc cậy ra dở mất gốc hoặc là bị dở dẫn đến tình trạng không được quy chuẩn cho lắm vì vậy mà nên cần dùng cái bay để mà cắt lại bỏ đi những chỗ dư thừa không nhất thiết phải giữ được nguyên viên gạch mộ hoàn chỉnh nhưng mà nhất định phải bằng phẳng quy chuẩn như vậy lúc xây tường mới tiện dụng được việc cắt gạch mộ này thông thường đều do đàn bà trong làng đảm nhiệm vì đám đàn ông đều cảm thấy công việc này có vẻ rất xúi quẩy mà âm khí thì cũng nặng nề quá bây giờ giao việc này cho bọn tôi cũng coi như là phạt nhẹ rồi người giám sát công việc này là thím tư vợ ông bí thư già Tuy là bị phạt nhẹ, nhưng mà tôi là ghét nhất những công việc chẳng có chút tính sáng tạo nào cả. Chúng tôi cầm mấy viên gạch bẩn thiểu thối quắc lên, cắt gọt suốt nửa ngày trời, lưng thì mỏi như, tai đau nhất tê trộn. Vậy là bèn kiếm cơ hội mời thiếm tư ăn mấy cái viên kẹo hoa quả đổi bằng con hoàng tiên cô. Nịnh thối một hồi khiến cho bà ta sướng tích cả lên, rồi thừa cơ làm biến ngồi hút thuốc nghỉ ngơi cùng với tuyền béo một lúc. Tôi phả ra một cuộn khói, cả một ngày đi cắt gạch mộ, đầu dán mắt qua. Tuy là chưa đến giờ ăn cơm, nhưng mà trống bụng cũng đã bắt đầu đánh loạn cả lên rồi. Tôi không nhìn được nữa, hỏi Yến Tử. Cô em Yến Tử, tối nay cho chúng tôi ăn cái gì ngon ngon thế? Không đợi Yến Tử lên tiếng, Tuyền Béo đã cướp lời. Coi như các cậu gặp mai nha, hôm nay tôi mời khách. Trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa. Hôm trước trong làng có con lừa đen bị bệnh, tôi đây phát huy tinh thần gan dạ không biết sợ không ngại gánh lấy cái tiếng xây sông lúa là giết lừa giặt chanh bỏ giỏ, giúp dân làng thịt con lừa ấy vì vậy được ông bí thư phân cho cái đầu với cái móng giò và bộ đồ lòng tối nay để yến tử làm cho chúng ta một cái nồi móng giò lừa hầm còn cái đầu á thì ăn thế nào á tôi cũng chưa nghĩ ra các cậu thấy để muối ăn dần có được không vậy hả yến tử bị chúng tôi làm liên lụy phải đi cắt gạch mộ. Trong bụng á, vốn đã đầy một cục tức rồi. Từ sáng đến giờ cứ lầm lì không vui. Nhưng mà nghe Tuyền Béo nói là muốn ăn cái món giò lừa. Liền ôm bụng cười khúc kha khúc khích. thiểm tư ở bên cạnh nghe thấy cũng bật cười nói. Ôi cái thằng béo này. Móng lừa đen là cái thứ ăn bừa được à. khác quá uống nước muối. Đói quá ăn ngủ độc thì cũng được. Nhưng mà móng lừa đen thì tuyệt đối không thể sơ vào đâu thời xưa chỉ có người đào mộ đào mã thì mới dùng móng lừa thôi, không phải là thứ để ăn bừa ăn bậy được. Đó là thứ để cho người chết ăn nó nghen. Chỉ có lão điêu gia mới sơi móng lừa đen. Dưới âm tàu địa phủ có phán quan giữ sổ sinh tử, ngưu đầu mã diện câu hồn dẫn quỷ. Cửu U tướng quân thì dán thi diệt sát. Cửu U tướng quân ấy chính là do hắc lưu tinh tu luyện thành tiên biến ra. Còn tượng thờ trong chùa miếu ngày xưa đều là đầu lừa, móng lừa cả đấy còn gì. Tôi vừa nghe thiếm tư nói thế, lập tức nhớ lại, mình cũng đã từng nghe ông nội kể chuyện các mô kim hiệu quý đi trộm mộ dùng móng lừa đen để mà trấn phục cương thi trong cổ mộ. Nhưng có điều tôi không ngờ là thiếm tư lại biết cả những cái điển cổ ấy, dội vàng thỉnh giáo xin bà kể cho tường tận. Thiếm tư nói, Mô kim hiểu quý là cái gì chứ? Làm trò gì nữa? Ta chưa có nghe bao giờ. Chỉ nhớ hồi thời trước giải phóng, trong cái đám thổ phỉ có một băng lạ lắm. Nhân mã của nhóm ấy toàn bộ đều mặc đồ đen, quần đen, đội mũ đen luôn. Thắt dây lưng đỏ, đi bích tất đỏ, ăn mặc thì kỳ quái lắm. Cái đám người ấy chuyên môn đào mồ quật mã trong những cái khu rừng sâu núi thẳm. Thời bấy giờ làm ác lắm, nhưng mà sau giải phóng đã bị trấn áp hết một loạt cùng với cái bọn y quán đạo các thứ rồi. Thổ trước, phàm là băng phỉ đều phải có danh hiệu. Đến giờ ta vẫn còn nhớ tới danh hiệu của bọn phỉ ấy là hình như gọi là nê hội hay sao đó.